Xin chào các bạn, xin trở lại với Clan War giữa Clan Q9 và Clan VK. Tỷ số hiện tại đang là bao nhiêu nhỉ? Đang là 32. Nhưng về VK đang đúng nhỉ? Hai đều. Oh, vâng xin lỗi. Tỷ số đang là hai đều nhưng về không nghiêng về ai cả. Và trên màn hình chúng ta có hai đối thủ Game Over vị trí 6 giờ trong màu xanh. Là chơi trong Race Protoss. Và ở trên vị trí 12 giờ chúng ta có đối thủ Just a Name, hay anh đã đổi tên hiện tại là BK NAUT Naughty. Đúng chơi vậy Naughty. Vâng, anh là một người chơi Just. Và anh thực sự là anh chơi, tôi phải giới thiệu là anh chơi Dota và Age of Empires rất hay. Anh iPhone thế thì anh là người play rớt, thế thì khi mà cái suy nghĩ của anh khi mà phải play đối với đối thủ Protoss thì như thế nào? Thật ra chơi rớt với Protoss thì tôi thấy bây giờ có hai style chính là chơi Roach, Tidra, là chơi Link Infest. Bản thân tôi thì tôi chơi Link và Infester nên là tôi cũng không thích chơi Roach, Tidra lắm. Với Link Infester thì bạn phải cố gắng đỡ được tất cả các thể loại mà Protoss có thể ném vào mặt bạn trong tầm độ 6-7 phút đầu tiên, cho đến khi bạn ra được con Infester thì sau đó bạn phải quay ngược lại để bạn đặt áp lực vào cho Protoss, không cho họ ăn màu 3, còn bản thân mình thì tech lên đến root lord rồi sau đó thì mới có thể kết thúc được game. Vâng, ở trên màn hình chúng ta có thể nhìn thấy là ở base của đối thủ Game Over thì anh đã xây một Fox, có lẽ là anh muốn xây mỏ phụ rất sớm và xây cannon để defend, để phòng thủ cái base này. Nhưng mà tôi thì cũng là người rất là chắc trở với cả trong cái matchup là Protoss với cả Zerg, thì thực ra cái combination mà tôi sợ nhất thì thực ra lại là Muta và Zergling, chứ không phải là hai combination kia. Thế thì anh nghĩ là ở vị trí của Zerg player, khi anh play Muta thì anh sẽ phải đánh với cả Protoss như thế nào? Việc chơi Muta thì tôi thấy cũng phải đầu tiên là phải phụ thuộc vào map phải có nhiều chỗ để có thể cho Muta bay và luồn lách được thì chúng ta mới có thể chơi Muta được. Và khi có Muta thì mục tiêu của Muta là để cho Protoss ở trong nhà, và dĩ nhiên là giết được càng nhiều Protoss thì càng tốt. Và sau đó bản thân mình thì phải take càng sớm lên Unchalik hoặc là Root Lord để thì mới có thể kết thúc được game. Vâng, thế thì nhưng mà khi mà anh như kiểu Muta anh bay vào trong bay thì anh sợ cái gì nhất? Muta và bay vào trong bay thực sự là tôi không sợ Canon lắm, bởi vì Canon chỉ bắn được 1-2 phát là cùng. Nhưng mà tôi sợ nhất là thấy nếu có 1-2 con hai Templar ở đấy thì Muta hoàn toàn không làm được gì cả, mà phải lựa đường né ngay, nếu không ăn 1-2 phát giật là lên được cả hội luôn. Ồ. Vâng, thì thực ra thì tôi hiện tại tôi cũng chơi trên ladder và tôi cũng gặp thấy rất nhiều rớt có kiểu chơi Muta Link, mà cứ mỗi lần Muta Link là tôi lại hoảng sợ một cách điên cuồng. Nhất là những anh nào chơi thể loại mà rất là khó chịu, như là anh ý, thực ra anh cũng chả đẻ Link, anh chỉ đẻ mỗi Muta thôi, và anh đẻ tôi phải thấy khoảng 30 cái spy crawler của rớt ngay trước cửa để dọa tôi. Thế thì cũng hơi quá đà. Nếu mà thực sự Zerg để quá nhiều Spycrawler trước thế thì anh hoàn toàn có thể lên Warp Prism, Warp DT vào nhà, thì thực sự là Zerg rất là khó đỡ khi mà để nhiều Spycrawler trước cửa và không có quân như vậy. Vâng, thì thực ra tôi nghĩ là nhưng mà Warp Prism là một cái unit mà rất là yếu đuối và mỏng manh, nên là nó cứ chỉ cần bắn 3 phát này nó đã gục rồi, rất là khó. Nhưng mà tôi cũng nghĩ lại, nếu mà anh xây 30 cái spy con lời, tôi lựa chọn tôi có thể xây được khoảng 20 cái cannon ở trong nhà tôi và cứ thế tôi move thôi. Đó cũng là lựa chọn, nhưng mà với sự cơ động của Muta thì hoàn toàn là rất có lợi hơn nếu mà mình không khai thác triệt để cái việc spy crawler là công trình phòng thủ tĩnh, nên là mình phải harass ở những chỗ khác. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ là nếu phải lên rất nhiều cannon và sau đấy tôi sẽ dùng ping stalker để blink vào bay của anh để bắn nhau thì chiến thuật đó cũng khá là đáng sợ. Thôi quay lại với trận đấu thì chúng ta có thể thấy là đối thủ
Just a Name đã có third base. Để giới thiệu hơn về đối thủ này thì anh ấy là một rất là macro oriented, tức là người rất là thích chơi macro chứ không thích các loại thể loại game mà ngắn. Thực ra thì đối với cái tư tưởng này thì lại rất hợp đối với những người mà thích chơi dớp. Vâng, bởi vì dớp ở đầu game hoàn toàn không có mấy lựa chọn, bởi vì số lượng lava có hạn, mà nếu mà ra quân thì bạn sẽ không ra được drone và nền kinh tế của bạn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Nên là hầu như các chiến thuật của dớp đều xoay quanh việc phải phòng thủ thật chặt ở trong tầm độ 7-8 phút đầu tiên, và sau đó khi mà nền kinh tế của bạn đã vững chắc rồi thì bạn mới nghĩ đến việc làm thế nào để quấy phá và đánh đối thủ. Vâng, chúng ta có thể thấy là ở trong trên bay của Zerg thì anh 100%, tôi nghĩ là 100% trừ 4 con Zerg linh đầu tiên đã đẻ, anh chưa đẻ thêm một unit mà có tính tấn công nào. Và bây giờ anh mới bắt đầu đặt cái Rose Warren của anh ấy xuống. Trong khi đó quay lại base của đối thủ Protoss thì ta có thể thấy là anh đã xây 5 gate và có một nhà Twilight Council. Vì vậy chúng ta có thể dự đoán là anh ấy sẽ lên Planeswalker. Chúng ta phải đến 7 gate rồi. Nhưng mà vợ đặt đến gate thứ 7. Đã đặt thêm đến gate thứ 7. Vâng, đã gate thứ 7. Thì hiện tại tại vì cái tên nguồn này chơi khá lâu trước đây nên là lúc đấy thì nó chưa được phổ biến lắm. Chứ bây giờ hiện tại các Protoss player thì có một style là 7 gate và có robo để đi soi đường. Thì cái build này sẽ rất khỏe. Tôi phải nói là cực kỳ khỏe nếu mà anh ấy đánh all in để chống lại Roaches. Cái style này thì có được chơi đầu tiên bởi Any Pro Bram ở trong GSGO. Nhưng mà với việc map quá rộng như thế này mà Zergling đã kiểm soát được hầu hết các Naga Tower thì tôi nghĩ việc một khi mà Protoss put ra ngoài mà Zerg nhìn thấy thì hoàn toàn đủ thời gian để cho Zerg có thể đẻ liên tục quân ra để đỡ được một cái 7 gate push này. Vâng, nhưng đúng vậy, nhưng mà tôi cũng phải nói thêm là build này của anh game over không phải là build 7 gate mà bây giờ đang thịnh hành, vì nếu build 7 gate thịnh hành thì anh phải có rất nhiều sentry. Như tôi sẽ phải có từ 10 đến 12 sentry thì mới có thể đấu lại được với Roaches. Và hơn nữa là anh ấy không lên observer. Cái điều chủ yếu ở đây trong cái build này là phải lên observer, vì dù anh có push với cả 7 gate hay 10 gate đi nữa thì nếu mà Roaches có thể độn thổ được và có thể đi dưới đất thì hoàn toàn chả có ý nghĩa gì nữa, đúng không vậy? Và 6 con Zerg linh đang cào cấu cắn xé cục đá vào base 3 của Protoss này. Và vâng, có vẻ game over hoàn toàn không để ý đến việc này. Vâng, và anh đang và anh hoàn đang toàn tấn công đang vào tấn công base không để ý đến. Nhưng với số lượng chỉ có 4 sentry này, tôi không nghĩ sẽ là đơn giản. Vâng, và anh đã đặt 4 Fox Field rất là tôi cũng không hiểu rõ nữa tại sao lại đặt 4 Fox Field này. À, đúng như anh nói thì Roger đã có Burrow và không, vâng, việc không có observer thì được phút này của game over khó có thể gây được một tổn thất nào đáng kể cho quân Zerg. Với việc không có observer thì thực ra tôi chỉ nhìn thấy Rose mà có Burrow được thì tôi đã lên đường ra đi, tôi sẽ chạy về. Và đúng như vậy, anh ấy cũng đã chạy về. Trên unit tab hiện tại thì chúng ta có thể thấy là cái sự đầu tư cho kinh tế ban đầu của anh Just a Name đã thay đổi rất hoàn toàn trận đấu. Anh có đến 176 unit trong khi Protoss player chỉ có mỗi 100 unit thôi. Tôi cũng thật sự là bất ngờ tại thời điểm phút thứ 13 mà Zerg có thể ra được 172 unit như vâng. Vừa nãy. Quả thật là khả năng macro của Zerg khá tốt. Vâng, anh như tôi đã nói, anh Just a Name là một người chơi macro rất tốt. Và hiện tại anh đang tiếp tục xây thêm 13 Roaches nữa. Và tất cả đều đang trên đường chuẩn bị đến Protoss Bay. Ở tại base của Protoss hiện tại thì chúng ta thấy để detect, để phát hiện ra
đội thổ chỉ có mỗi Canon mà thôi, chứ không thể có, vẫn chưa có anh, vẫn chưa có nhà robotic để có Observer, vì vậy sẽ rất là khó. Và Roach đã có Thunderling Claw, rất là khả năng có thể đi được tới đất, và việc không có Observer và hoàn toàn không có một Canon nào cả thì tôi thấy Roach rất là khó có thể đỡ được phút này của Roach. Và tôi nghĩ là sẽ không có cơ hội nào cho đối thủ Protoss hiện tại để có thể đỡ được được push này, vì hiện tại có rất nhiều Roaches đang đang chạy đến base của Protoss, như là muốn ăn thịt anh. Tức là đối thủ trước tiên em quả thật là một là đối thủ ưa macro, khi mà anh ta chỉ để Roach và Amu thẳng sang nhà đối bạn, nhưng hoàn toàn không có micro cho lặn những con sắp hết máu xuống. Mà với nền kinh tế vượt trội như vậy thì chuyện gì đã phải đến cũng đã đến. Vâng, và bằng một trận đấu phải nói là rất xuất sắc về mặt macro thì anh Justiname đã giành thêm một chiến thắng cho đội VK. Tỷ số bây giờ hiện tại đang là 32-32 nhưng về VK. Hẹn gặp các bạn ở trận đấu sau.